là kinh tế mà nó có ổn định gì không cô? Hay là sao? Là bây giờ làm ba cái việc ở trên bờ mà cô thì cô không có làm được nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ cô sắm ra đây thì là tất cả gia đình rồi là những người anh em khu xóm đây thì đi làm cùng với để kiếm sinh nhai hàng ngày thôi. Dạ. Chứ ăn to thì không có. Rồi tới rồi bà con ơi, giờ này nhẹ lắm rồi. Quá đã bà con ơi. Nếu quý vị muốn mua các loại hải sản tươi khô được đánh bắt trực tiếp từ ngư dân như mực khô, cá khô, vui lòng liên hệ số điện thoại Zalo Cuộc sống dân biển vì niềm tin và sức khỏe của bạn. Hello, xin chào bà con đến với kênh Cuộc sống dân biển và hôm nay mình sẽ cùng cho bà con trải nghiệm nghề lưới rồng nha bà con. Nghề này là tồn tại rất là nhiều năm rồi, cả trăm năm có luôn nha bà con. Thì nghề này trải dài trong những bãi biển mà truyền như ở chỗ mình này. Em trai, mỗi bay là mình phải cạn bao nhiêu người để mình kéo? Dạ, thưa anh là 14 người. À, mỗi bên là 7 người. Mỗi bên 7 người. Dạ. Là còn anh thấy là khi mà mình búa có chiếc thúng ở ngoài là để làm gì? Một chiếc thúng là để kéo cái thúng mà để chứa núi. Để kéo lưới ha, để đỡ lưới lên ha. Ngày hồi sáng giờ là mình làm được bao nhiêu bát rồi? Dạ, thưa anh là 2 bát. 2 bát rồi, 2 bát là bữa nay khá không em? Dạ, không được, ít ạ. Nhưng trước tiên thì mình sẽ cùng với chú để khiêng phụ đồ nghề để đi tìm một cái bãi khác bà con. Tại vì bãi kia nó ít cá quá và bây giờ sẽ tìm tới một cái bãi để mình búa. Mình lượm bịch về mình bán lại hả cô? Hả? Mình lượm bịch về mình bán ra chai lại hả? Bán ra chai. Dạ, 1 kg bịch như vậy mình bán lại được bao nhiêu cô? Ê, nó đổ cô ơi. Mấy ngàn nè. Dạ, được mấy ngàn, 4-5 ngàn gì không? 4 ngàn. Dạ, là mình đi lượm mấy bãi biển đó ha. Ừ. Một ngày mấy kiếm được bao nhiêu cô? Giá nó nhiều thì cũng có tiền. Dạ, nhưng một ngày là mình kiếm được nhiều nhất là đỡ bao nhiêu? Có đâu. Có phải có hay không á. Mình không thể tính được. Dạ, ấy là trung bình là khoảng bao nhiêu? 5-60 ngàn. 5-60 ngàn à? Dạ. Đây về mình phải phơi nữa hay là sao? Không. Chứ mình để về mình bán thôi hả? Ở ngoài kia là có 2 chiếc thúng nha. Đó, 2 chiếc thúng đang bủa ngoài đó chú. Dạ. Dạ, mình đi theo lưới ha. Vậy hả? Rồi, tới điểm rồi. Chuẩn bị. Như chú làm nghề này là khoảng bao nhiêu năm rồi chú? Có nhiều năm rồi. Là khoảng có mấy chục không? Không, khoảng phải hơn chục năm. Hơn chục năm, dạ. Thì hiện tại thì ghe đang bủa lưới rồi bà con. Thì bủa lưới đây là cũng bình thường thôi. Thì ở ngoài kia thì sẽ bủa lưới từ bỏ một cái đầu kia. Đó, bỏ một cái đầu kia xong rồi mình bủa ra, bủa dạy vòng tròn vòng cung mình thấy khá xa bà con à, tầm giá không phải là vài trăm mét có luôn á, rất là xa. Bây giờ ông chú đây sẽ tới để đón đầu một cái đầu khác, có nghĩa là hai đầu kéo vô giống như một cái giả cào á bà con, hay liên là một cái miệng cào vậy, nhưng mà đây là máy chạy bằng cơm nha. Thank you.
Đó, hai anh kia là búa tới rồi đó. Chú, cái chiếc trước là cái chiếc trước là kéo cái chiếc sau phải không chú? Chiếc sau nó không có máy phải không? Dạ. Là chiếc sau không có máy, chiếc trước có máy kéo chiếc sau bủa lưới. À, và lại chiếc thúng sau là kho lưới. Rồi bây giờ ông anh đó sẽ đưa sợi dây vô bờ để bà con ở trong đây sẽ kéo, sẽ chia ra mỗi bên 7 người nha bà con. Đây là ông chú cho phải ông anh, nãy xa không biết. Đó. Mình thấy là mỗi người có mỗi cái cây mà cột cái dây vô là hoàng theo ở trong người. Để mình ra hỏi thử ông chú lại coi. Như chú cột cái cây mà có hoàng cái dây ra là để nó có công dụng gì chú? Cái cây chú buộc cái này. Rồi đau lưng. À ha. Mình khỏi đau lưng với đau tay nữa phải không? Dạ, cái mình đó à. Mình cột vô vậy. À mình quấn vô. Rồi xong cái bắt đầu là mình cứ lui thôi. Dạ. Như đây là phải hai bên là bằng nhau, bằng người nhau hay là ở sử bên 7 bên 8 bên 9 được không? Được. Dạ. Nếu mà cái lòng ở ngoài kia mà nó ở giữa rồi thì mình kéo với người đã kéo. Dạ. Còn nếu mà lỡ nó lại thì sao? Thì lại chuyển qua đây kéo. Dạ dạ. À. Dạ bây giờ, dạ là bây giờ con phụ con kéo luôn được luôn đúng không? Dạ. Bữa nay là thật sự là mình cảm nhận được là cái nghề này á, mình nói chung là nghề này cũng mai một rồi. Khả năng người ta bỏ nhiều rồi hả chú ha? À, như nghề này nó khổ chỗ nào chú? Khổ nhiều khi nó lúc khó lúc không á. Dạ dạ. Kéo nó cực. Dạ, chú cũng tham cảm là tại vì là con cũng muốn quay trải nghiệm thực tế á, cho nên là nhiều lúc á chú đang làm á, cho nên là con cũng không có hỏi. Tại mình cũng cố gắng để kéo phụ với chú với bà con là cho cái miệng cào á, cho nó sát xuống, cho nó đạt hiệu quả. Đó, có một chiếc thúng ngoài kia là để làm nhiệm vụ gì cháu? Là sao chú? Là để... À, mình nhổ bớt lên cho nó khỏi đào xuống đất ha. Dạ, dạ, dạ. Khá đau tay nha bà con. Nếu mà không có cái cây là đúng là đau tay. À, đây là có thể là, nghề này có thể là phụ nữ, trẻ, người lớn gì cũng có thể làm được. À, miễn sao có sức là làm được hết. Nhiều lúc trẻ em ra phụ luôn cũng được nữa. Một ngày như vậy mình làm khoảng bao nhiêu vác chú? 5 vác hả? Dạ, là từ sáng tới chiều tối luôn hả? 3 giờ chiều. Dạ, 3 giờ chiều. Dạ, chập nữa mình ăn cơm trưa ở đâu? Đây luôn. Dạ, đem cơm ra đây ăn luôn. Máy nhỏ này tí nhiều cả sao quay? Dạ, quay được hết á. À, dạ cô làm nghề này cô thấy nó mệt trong kéo nó nặng nề vậy. Trời ơi, vất vả lắm. Dạ, nó đau lưng dữ lắm á con. Dạ dạ. Nói chung là mình làm thì còn sức khỏe thì mình đi làm vậy thôi chứ còn mình cố gắng. Dạ 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 dạ. Dạ. Vì gọi là cuộc sống mưu sinh thôi cô ha. Cuộc sống. Dạ. Mỗi người một cái công việc khác nhau. Dạ. Công việc bây giờ thì nhưng mà làm cái vậy là kinh tế mình nó có ổn định gì không cô? Hay là sao? Nói chung là bây giờ làm ba cái việc ở trên bờ mà cô thì cô không có làm được nữa. Dạ. Nhưng mà bây giờ cô sắm ra đây thì là tất cả gia đình rồi là những người anh em khu xóm đây thì đi làm cùng với để kiếm sinh nhai hàng ngày thôi. Dạ. Chứ ăn to không có. Dạ. Như một ngày được khoảng có bao nhiêu tiền mỗi người chia được khoảng bao nhiêu cô trung bình á? Có ngày mà được cá thì 300-400. Hôm nay thì là không có đồng nào. Dạ. Vất vả mà dạ. Không có đồng nào. Dạ dạ. Thì nói chung là làm cái nghề này nó vất vả lắm. Dạ. Kéo lưới rồi đời cho được cá thì không được thì là anh em vất vả để không thôi. Dạ.
Rồi cứ mình kéo mình thay phiên nhau nha bà con. Cái sự là vô tới cái bờ trong này thì hái kéo nữa, bắt đầu là mình thả dây ra ngoài kia tiếp ra cho ha. Dạ. Khá là đau tay nha bà con. Đó bà con thấy cái tay đỏ luôn á. Đây không phải là mình than, đây là mình nói để bà con biết là cái cực khổ của bà con ngư dân là như thế nào, chứ không phải mình than, mình lại đụng chạm xíu mình là chập nữa là xong à, chứ đâu có mà làm đâu như mấy chú mấy cô rồi như vậy, ngày nào cũng phải kéo à. Là cái miệng mình kéo càng vô xa trong là cái miệng cào nó càng nhỏ lại, mình phải đi tấp sát nhau ha chú ha. Dạ. Nhưng mà nhiều lúc mình mà con thấy mà con vẫn chưa hiểu á. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu là thu cá. Luôn cá vậy. Đem lên bán thôi. Dạ. Là mình bán là phải chở tới vựa hay là mình à, có người tới là chở cho mình luôn ha. Dạ. Là em trai có còn đi học không em trai? Cậu đi học hả? À mình cậu đi học vào lúc nào mà? Ông bà ngoại sẵn người này rồi cháu đi phụ cháu kiếm tiền cháu đi lên học. Dạ dạ dạ. Chứ bây giờ nghỉ học mà không đi phụ cha phụ mẹ thì không có tiền đi học. Dạ. Nhà nghèo bây giờ phải chịu vậy thôi. Dạ như à, như bữa nay là chắc là nghỉ học ha, có ha, bữa nay là cháu đang nghỉ học rồi. Dạ bữa nay là nghỉ hè rồi. Dạ. Cháu nghỉ học cháu đi là phụ ông bà. Dạ. Đây mình búa ở đây, mình có cần canh là nước lớn, nước nhỏ hay là nước rồng đồ không chú? Nước rồng làm sướng hơn. À, nước rồng làm khỏe hơn ha. À, có bãi kéo nè. Dạ. Nước lớn có bãi. Nước lớn à. Làm được. Như nước nó chảy mạnh rồi là làm cho cái sức người mình nó kéo nó khó nó mệt hơn đúng không chú? Đúng rồi, vất vả thôi. Dạ. Hiện tại thì ở phía bên này kéo chậm hơn. À. Khả năng là có mình nữa dưới kia cho nên là 7 người hơn 6 người. Bây giờ mình sẽ đi lên phía này để mình phụ mấy cô chú tiếp bà con. Lưới ra vô tới bờ rồi bà con. Cái tùng mà còn miết ngoài kia nha bà con. Nhưng mà cái đầu lưới vô tới đây rồi. Đó, bây giờ sẽ kéo vô. Vẫn nặng chán luôn rồi bà con à. Ở dưới kia bây giờ 5 người, ở đây 2, 4, 6, mình nữa là 8 nha bà con. À, 7 mình nữa là 8. Còn anh kia, ở ngoài kia vẫn là dỡ lưới lên. Anh dỡ bớt lên cho nó khỏi đào cái chì xuống cho nó nhẹ bớt. Đây mình thấy mấy chú là đang kéo phía chì nè. Ủa sao mình kéo phía chì chứ chú? À kéo nó nhẹ hơn à. Đó lưới ra vô rồi nha bà con. Mình kéo như thế này cái sức nặng của nó mình có thể mình đoán ra nó có cá nhiều không chú? Có quy định không? Dạ nó nhiều hung rồi mình mới biết phải không? Đó có một vài con cá nhảy nhảy rồi bà con ơi. Thời khắc quan trọng gần tới rồi chú à. Nghề này chắc là một trong những nghề lâu đời nhất Việt Nam luôn á ha chú ha.
một trong những nghề biển lâu đời nhất Việt Nam luôn á chứ. Nghề đây xa xưa rồi ha chú ha. Dạ, ở ngoài Bắc chưa vào ha. Nghề này là chủ yếu là đầu tiên là ở ngoài Bắc ha. Đó, bây giờ nó nhẹ lắm rồi bà con. À, lưới vô bờ hết rồi đó, trải dài từ kia tới đây bằng một đầu thôi á. Còn đầu bên kia nữa, từ mấy chiếc kia đi lên đây nữa. Bây giờ hai bên chập lại. Đó, nhẹ lắm rồi. Có thể mình thao được luôn rồi bà con. Đó, cá nhảy rồi đó. Rồi tới rồi bà con ơi, giờ này nhẹ lắm rồi. Vô luôn. Vô. Đó, có mấy con cá. Mấy con cá đây, mấy con mài quá. Cái này, cá mài nè phải không chú? Cá mài nè bà con à. À, còn sống luôn nha. Cá đây là nó cỡ ở đây chứ nó không có to hơn nữa chú ha. Nó to to hơn xíu nữa thôi. Cá đây dầm ơi dầm cá nhỏ à. Mấy con đây lẻ cho nó đi vậy. Lẻ. Rồi thấy cá nhiều không? Ủa ngoài kia có cái đuôi ngoài kia. Cái đuôi là nằm ngoài kia nha bà con. Đi. Con gì mà anh la dữ vậy chú? Cá đù hả? Ủa cá đù lại coi thử ơi. Ồ cá nè, cá đù nè bà con ơi. Cá đù nè. Đây đây, nó này. Đây, đù nè bà con. Đù. Cá đù hả? Ồ cá đù nhiều nha. Ồ cá đù nhiều bà con ơi. Đù làm gì nè. Ồ. Cá đù đây là khoảng bao nhiêu một ký anh? Mấy chục ngàn luôn hả? À, còn con cá lẹp đây là khoảng bán bao nhiêu một ký? 6.000 ký à? 6.000 ký hả? À, 6.000 ký. Cá liệt, cá lẹp đồ bà con. Đây đây, cá đù được không? Đó, cá đù nhiều quá. Mình hay là thật sự là mình cảm thấy là rất là bất ngờ. Ô, có đồ nhiều ghê. Mình cảm thấy bất ngờ cho nên mình rất là hào hứng cho nên mình hay la bà con à. Chứ không có cái ý gì đâu. À. Các anh các chú người Giang cũng rất là vui. Đang đi đánh cá liệt thì lại đi rồi nó đánh cá đủ. À, vô có đồ chi cho nó có tiền á chú. Hôm nay đủ đói á bộ. Đây mới đây. Nếu mà một tạ cá đù đó là bằng gấp 3, gấp 4, gấp 5 lần kia luôn. 4 gấp 5 lần cá kia. Thật sự 5 ký cá kia mới được 1 ký cá đây. Này thấy đụng ve chai luôn không? Quá đã bà con ơi. Đây một nang nha. Một gai, nang gai nha. Đó. Rồi chuẩn bị đổ. Đổ.
chú má nó cũng vào 7-8 tấn. 7-8 tấn là đã luôn à chú à? Đúng rồi. Đó. Có cái đồ kéo bẻo nhận không? Một mình kéo bay một vù vù. Ô. Ôi sao cái đồ này nhìn như đây nhầm nhò gì? Đâu nhầm nhò gì hết luôn hả chú? Trời ơi, cái 30 tấn. Ghê chứ hả? 30 tấn là lúc đuôi luôn à chú à? Như vậy là có tiền không chú? Cỡ đây là khoảng bao nhiêu tiền? Có chứ. Ở đây khoảng cỡ tạ cái đồ hơn chứ, hơn tạ chứ. À chú à. Dạ. Không được tạ nè. Không, con thấy có đồ nhiều á. Đồ này hả? Dạ. Đồ này là gọi là đồ má. Na nữa ơi, bắt được nhiều. Nếu mà 50 kg 30 ngàn, 53 15 triệu rưỡi. Cá to đó chứ. Đây là bà con. À, cái đầu này. À, cái đầu cá con to, con nhỏ. Ô, cá không cá cơm. Cá không cá thơm cơm cơm đây cơm than nha. Bao nhiêu đây đâu cũng nhầm nhồi gì. Ô, cá thơm bự chưa? Bao nhiêu đây là không nhầm nhò vậy chứ à. Gặp là cũng như mé đúng mé luôn. Đây, lựa cái đầu bự ra nha bà con. Ô, có con bự đi. Này kiếm việc thì có vậy. Một nàng, nàng gai. Còn ở đây là con cá chét nha bà con. Cá chét, chét. Con cá chét là cá con nó to cá ký luôn á. Không nhiều con nhiều con luôn phải không chú? Nó chết đang nghỉ. Làm nhiều chơi bao nhiêu? Đã quá nhìn cái đồ tươi ngon đã. Bà con ai muốn mua cá tươi thì hãy canh canh nghề lưới đây nha, vô là sống luôn. Không những tươi mà lại sống luôn nha. Bé bỏ riêng rồi chú. Bé bỏ vô đây đi. Hơn 50 kg á, còn thấy nhiều quá. Thấy tất cả là 6, 12, 13 người hả chú ạ? Trượt nó có đủ rồi. Cái ghế ngồi. Đã ngồi lên chân chưa? Ngồi lên đây đây. Ngồi lên hồi nào? Cái viên ngồi vào rồi đây. Có mấy con cá mà. Ồ, nó to, đỉnh to, mặt nhăn nhưng mà thỉ. Mặt cũng phải nhặt, không phải mặt thỉ mà mặt vừa. Mày mày lột nó. Tại vì tao thấy tất cả là 13 người, cho nên là cái doanh thu mình phải thật sự là thật nhiều cả phải không chú? Đúng rồi. Càng nhiều là càng tốt. Dạ. Cho 13 người lặng mà. Càng nhiều càng ít. Có ngày 16 người. Có ngày 18 người, 20 người. Dữ hả? À? 18 20 người thì mình đánh thêm giác luôn hay sao chú? Đúng rồi. Là mình kéo nó lẹ hơn ha cô ha. Ừ. Dạ. Có đánh người hay về thì biết luôn. Còn anh nữa không? Các anh tài công kia. Đó. Anh nữa thì phải cho ăn cháo. Mấy cái mì. Ăn cờ à. Vậy là gọi là mì cũng quá chắc. Hội của mình đây là ai là trưởng nhóm? Ai cũng là trưởng nhóm hết. Dạ, gọi là ngang nhau hết ha. Ừ. Gọi là ai cũng có tiếng nói chung. Mấy trưởng nhóm là cái mà đội bịt mặt này là. Cũng cứ mở đầu là bạc đầu nhất. Nói cũng ngay là cho quay ở đầu luôn. Đây. Đây là con cá dẫu à chú à. Con cá dẫu nè bà con. Cá dẫu hay là cá kiềm chú? Cá kiềm. Còn cá dẫu là nó khác hả chú? Đây. Đây con cá dẫu đây đúng không? Có kìm luôn. Có kìm luôn hả? Sao nó khác hả ta? Mỏ dưới, mỏ trên. Cá này nhỏ này nhặt làm gì? Bỏ riêng ra đá đỏ đi, cái
cái đấy nó bỏ riêng hẳn ra. Đây có còn có độc. Nhập riêng ra, cái nhỏ nhập riêng sao đến. Đây nhập riêng là thu nhỏ. Đứng lên, đứng lên. Đứng đứng đứng. Nhập riêng không nhập riêng ngồi đây. Đứng đứng. Đây cái đại quy một đóng luôn. Giờ là tiếp tục mấy chú sẽ bỏ lưới lên, chắc lên chiếc thúng để làm vác tiếp theo. Nước giờ này nó đang chảy vô chú à. Nước đang chảy vô cho nên nước nó đi xuống nha bà con. Nếu bà con đi ra ngoài bãi biển thì bà con nếu mà nước nó chảy về tay trái á, nhìn ra nha, chảy về tay trái á thì nước nó đang chảy ra, mà nó chảy về tay phải á thì nước nó đang chảy vô. À, biển của Việt Nam là vậy đó. Bãi biển nó dài theo dài á, bà con cứ để ý nha. Là nước về chảy vô là nước nó đi chảy xuống, mà nước nó chảy ra là nước nó đi chảy lên. Đó, lên đây này, chảy ra đây. Ở đây là chảy vô. Giờ bỏ để làm vác tiếp. Cá nhiều không ta? Ở đây mình thấy cá nhỏ nhỏ không mà bà con. Cá gì vậy ta? Đây nó nè. Đi cùng mình đó chính là có Minh 86 Vlog nha bà con. Cá quá trời luôn à, cá nhỏ nhỏ không à. Cá đây là cá gì chú? Hả? Cá sơn hả? Sơn nhỏ nhỏ. Nhiều đây kiếm được tạ hơn tạ gì vậy ta? Này chắc khúc luôn á chứ kéo lên. Ô nhiều quá ở ngoài đây nữa này. Cái đục này là chú độ khoảng bao nhiêu chú? Chú độ khoảng cái đục này cỡ 1 tấn không? Hơn 1 tấn luôn hả chú? Như chú cho con hỏi là cá này mình bán được giá được nhiêu ký? 20 ngàn ký hả chú? Vậy cũng được hả chú à? 20 ngàn là nhà máy nó bán rồi bây giờ. Dạ, nhưng mà mình bán cho nhà máy. Cá cơm luôn, cá cơm. Nhưng mà bán 20 ký mình giàu rồi. Dạ. Dạ. Cá cơm bán giá trung bình là 15 ngàn. Dạ. Cá này giá cao hơn luôn. Quảng cáo thì bao nhiêu hết được 20 ngàn. Dạ. Dạ là 20 ngàn là nhà máy bán ra, còn mình bán vô thì không có được. Dạ. Dạ. Dạ chú có thường xuyên làm ở chỗ này không hay là lâu lâu mới làm? Làm liên tục. Dạ. Cá nữa nào. Dạ.
là cứ làm ở điểm chỗ này phải không chú? Dạ dạ. Đấy, tất cả đây thấy bao nhiêu người? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 người bà con ha. Anh kia nữa là 14 người nha. Vậy là mỗi bên 7 người kéo. Đó, xách lên đó. Bây giờ mấy anh sẽ bỏ vô, mấy anh mấy chú sẽ xúc vô cái kết rồi phiên lên. Ô, có mấy con cá gì, cá lẹp nữa ha chú ha, cá lẹp nữa đó. Thôi vậy 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 vậy. Đó, có con mực nữa chú ơi. Mực đó là mực nang gai phải không chú? Không phải gai. Mực nang bầu hả? Dạ. Đó thêm một vài cá lạ nữa bà con. Con cá đây như vậy nó có lớn lên nữa không hay là nó cỡ vậy chú? À nó cỡ đây là rồi, hết cỡ rồi hả chú ha? Dạ. Người mua nó đi nơi khác à? Dạ. Như mình đánh cái nghề này là nó thường xuyên gặp cá này hay là nó có những loại khác rồi không? À. Mua mỗi mua một loại. Dạ. Có khi nào gặp cá trích đồ không chú? Có. Dạ dạ. Đó, mấy cái lẹp râu nữa. Đó. Còn con cá này cá gì chú? Chết. Cá chét hả? Dạ. Cái sơn đây mình bán cho người ta là người ta làm cái món gì cô? Cho con hỏi gì được không? Cái này là cô không có biết con ơi. Dạ. Chứ khả năng là cho cá khác ăn ha cô ha? Dạ dạ. Cái sơn này bán nhiều ký vậy? Người bán cái heo gì đâu? 10.000 ký không chị? Không anh ơi. Không đâu, cái sơn bán cái gì chắc chắc cái... Con heo đâu? Đẹp ngàn ký. Ồ, cá thu ảo được à? Con nhỏ nhỏ nữa. Cái dùng da kéo sớm cái ảo rồi cái cù này 50 tạ mà làm gì vậy? Nướng rồi nó nhăn người đứng ra được ký gặp cái dùng này chưa? Bên đây thì có một nang nữa bà con. Nàng nàng bầu. Mình bủa lưới ra từ lúc mấy giờ chú? 6 giờ mấy à? 6 giờ mấy? Dạ, mình ra mình phải tìm đàn cá mình mới bủa phải không chú? Nhiều khi là cũng tìm nhưng mà nhiều khi thì cũng bổ người thôi. Dạ dạ.
Mình chỉ xài là thủ công chứ mình không có xài máy móc thôi chú à. Mình có xài máy giò cá gì không chú? Không. Dạ dạ. Máy giò cá bằng con mắt. Rồi, hy vọng rằng video này bà con sẽ yêu thích cái nghề lưới rồng cũng như là bà con ngư dân ở nơi đây. Rồi cảm ơn bà con đã xem và tạm biệt bà con. Hẹn bà con video lần sau nha. Hãy đăng ký và nhấn vào chuông để có video mới.